Hồi ký chiến trường, tác giả, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, câu chuyện của những người lính quân giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam. Phần 9. Những trận đánh bảo vệ biên giới Tây Nam Sau khi đánh chiếm căn cứ Đồng Tâm, Trung đoàn bộ về đứng chân tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Định Tường, cách căn cứ Đồng Tâm khoảng 5 km. Những ngày đầu giải phóng thật là mới lạ với nhân dân trong vùng bị địch tạm chiếm. Từ những cụ già, các bà, các má, các chị, các em đều đã bị bọn tâm lý chiến nhồi nhét những tư tưởng và nhận thức rất lệch lạc về quân giải phóng. nào là việt cộng uống máu moi gan, nào là việt cộng ở rừng ốm nhom bảy thằng đu không gãy một cành đu đủ. vì vậy khi gặp bộ đội giải phóng nhân dân ai cũng đều ngỡ ngàng vì thấy chú nào cũng hiền lành đẹp trai, quân phục xanh ngời, sạch sẽ phẳng phiu, lại nói năng rất lịch thiệp. chiều hôm đó chúng tôi được lệnh vào đóng quân tại một khu dân cư nhà cửa rất đông đúc và sầm uất gặp chúng tôi xin mượn nhà nghỉ. Mấy bác chủ nhà với nét mặt sợ sệt nói, giả. Dạ. Các thầy, các ông cứ tự nhiên à. Nghe giọng nói đầy khép nép của các bác. Các chú đáng bậc cha, chú mình, tim tôi lại quặn đau. Tôi vội đứng ra phân giải, các ông, các bà, các bác, các chú đừng gọi như thế. Chúng con chỉ đáng là tuổi con cháu, đừng dùng tiếng thầy, tiếng ông, tội lắm. Được lời, mấy người lớn tuổi mừng vui hớn hở, các cháu cho phép từ nay chúng tôi không gọi thế nữa ở đây lâu nay chúng tôi vẫn phải gọi các ông quốc gia như vậy đấy thấy việt cộng quân giải phóng ai cũng hiền lành không giống như lời đồn đả của bọn tâm lý chiến các má các chị các em kéo đến đơn vị mỗi lúc một đông nhiều bà cụ đã bộc bạch tụi bay đứa nào cũng đẹp trai mạnh khỏe vậy mà bọn lính quốc gia nó nói việt cộng bảy thằng leo một cọng đu đủ không gãy nó còn nói tụi bay có lông có đuôi thật bây giờ rõ ràng tụi nó toàn nói láo. Đồng chí mậu trung đội trưởng vô tuyến điện báo quê Thanh Hóa có tiếng nghịch ngợm, liến láo dành trả lời. Dạ, thưa các má, các chị, tụi nó nói đúng đấy ạ. À? Chúng con cũng có đuôi đấy ạ. À? Mà đuôi chúng con ở đằng trước ạ. À? Tôi hoàng hồn, đưa mắt lườm đồng chí mậu, cũng may các má chỉ cười, còn mấy chị, mấy em mắc cỡ nhìn đi chỗ khác. Đêm hôm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, hình như chúng tôi không ngủ, hậu cần trung đoàn vào thu chiến lợi phẩm trong căn cứ đồng tâm và cấp phát ngay cho bộ đội để ăn mừng chiến thắng. Nào thịt hộp, đường, sữa, kẹo sô-cô-la, thuốc lá Salem. Có cả những khẩu phần ăn của bọn sĩ quan Mỹ còn để lại. Hộp vuông 20-20cm, cao 15cm, trong đó gồm có bánh bích quy, pate, cacao, một gói đường, sữa, cà phê, nước trái cây, một gói Salem bốn điếu, bốn kẹo cao su, hai người chúng tôi chia nhau ăn một hộp, no và ngán tới tận cổ. Vậy mà bọn lính Mỹ trước đây, một thằng tém hết một hộp. 8 giờ sáng, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975, cô gái tên Thanh, con của gia đình chúng tôi ở nhờ, đến xin gặp tôi tâm sự. Tôi đồng ý, rồi hai anh em đã trao đổi rất nhiều. Tôi giải thích chính sách của Đảng và nhà nước ta. Rồi tương lai của miền Nam cũng giống như miền Bắc xã hội chủ nghĩa, sẽ khôi phục lại tất cả nền kinh tế, nền giáo dục y tế nghe những lời giảng giải của tôi và thực tế tận mắt chứng kiến việc làm hành động của những người chiến sĩ quân giải phóng thanh đã hoàn toàn an tâm và nói với tôi em có mấy đứa bạn nữ sinh thuộc trường đại học mỹ tho tụi nó sợ việt cộng và giải phóng sẽ dùng kềm rút móng tay móng chân của nữ sinh viên tụi nó sợ bỏ trốn vào vùng sâu để em vào kêu tụi nó trở về nhà thế đấy cái loa tuyên truyền của bọn tâm lý chiến đổi quân bán nước làm tay sai cho bọn quan thầy Mỹ thật độc địa. Khoảng gần giữa tháng 5 năm 1975, căn cứ Đồng Tâm được bàn giao cho quân khu 8. Bộ tư lệnh sư đoàn 8 về đóng quân tại Cao Lãnh. Trung đoàn 207 về đứng chân tại huyện Trợ Mới, An Giang. Tiểu đoàn 1 đóng quân ở Lấp Vò, tiểu đoàn 2 đóng quân ở Cù Lao Tây, tiểu đoàn 3 đóng quân ở Cái Xoài. Nhiệm vụ chính của trung đoàn là tiếp tục truy quét bọn tàn quân ngoan cố không ra trình diện, thu hồi vũ khí và chất nổ, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng còn rất non trẻ. Lúc này là chế độ quân quản nên hầu hết mọi công việc đều do quân đội đảm trách, vì thế chúng tôi rất vất vả trong những ngày đầu miền Nam mới giải phóng. Cuối tháng 5 năm 1975, chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ. Ở Phú Quốc và Hà Tiên bọn Pol Pot đã xua quân sang xâm lược Việt Nam và giết hại rất nhiều dân thường. Trên toàn tuyến biên giới An Giang, Đồng Tháp, Long An chúng đã giải quân đột nhập lãnh thổ Việt Nam ngày 28 tháng 5 năm 1975, trung đoàn được lệnh hành quân lên biên giới và dàn quân thuộc các huyện Châu Đốc, An Phú, Tân Châu. Nhiệm vụ của trung đoàn là chốt chặn, bảo vệ vững chắc hành lang biên giới, ngăn chặn không cho lính Pol Pot vượt qua biên giới, cướp bóc, giết hại dân tà. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại huyện An Phú cách Đồng Kỳ khoảng 4 km. Ngày 14 tháng 6 năm 1975, đồng chí Hùng quản lý của C20 quê Hà Bắc trong lúc đi mua thực phẩm về cho đơn vị, bất ngờ đã bị một cành cây gãy rơi trúng đầu và ngay đêm đó, đồng chí Hùng đã tử vong. Trên mảnh đất mới giành được độc lập tự do, lần đầu tiên sau biết bao phen chôn vùi đồng đội vội vã giữa các trận đánh, chúng tôi được chứng kiến đám tang của đồng đội được tổ chức quy mô và hoành tráng như vậy. Chiếc xe nhà binh GMC của trung đoàn chở chiếc quan tài có 8 vệ binh bổng súng đứng hai bên. Có hàng trăm cán bộ và chiến sĩ của trung đoàn bộ, và trên 200 học sinh của trường trung học huyện An Phú đưa tiễn. Nhân dân ra đứng đông nghẹt hai bên đường tiến đưa linh cứu đồng chí Hùng và thầy lên xe tăng rất nhiều hoa và nhang. Đồng chí Hùng được mai táng tại một gò đất cách đường lộ 100 mét. Cuối tháng 6 năm 1975, Trung đoàn bộ lại chuyển về đứng chân tại xã Tân An, Tân Châu, Tiểu đoàn 1 và 3 vẫn đóng quân tại vị trí cũ, Tiểu đoàn 2 về đứng chân tại xã Vĩnh Sương, nằm sát biên giới Campuchia nhiệm vụ của trung đoàn vẫn tiếp tục tuần tra, phòng ngự, ngăn chặn sự xâm lược của bọn Pol Pot, Yung Sari bảo vệ nhân dân vùng biên giới an tâm sản xuất. Nhờ có bộ đội chủ lực của ta hành động kịp thời nên bọn Pol Pot ở khu vực này chưa dám ho he do vậy nhân dân vùng này cũng tạm yên ổn làm ăn. Cuối tháng 8 năm 1975, một tin tình báo quân sự cung cấp, bọn tàn quân sẽ nổi dậy cướp chính quyền thuộc ba huyện chợ mới, Thanh Bình, Phú Tân vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là một vùng thánh địa và chính quyền rất non trẻ, trong kháng chiến khu vực này là vùng trắng. Ngày 27 tháng 8 năm 1975, toàn trung đoàn được lệnh hộp tốc từ biên giới quay về địa bàn cũ. Có hẳn một trung đoàn chủ lực về đứng chân dần mặt. Nhờ vậy, dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 1975, bọn tàn quân không dám liều lĩnh, bọn này gồm 3 đại đội, sau này bị ta truy quét bắt sạch. Cùng thời gian này nhiệm vụ của trung đoàn còn hỗ trợ chính quyền tổ chức học tập cải tạo binh lính, ngụy quân và ngụy quyền thuộc chế độ cũ, C-25 và một số cán bộ, trong đó có anh Hoàng Đăng Dĩ, được điều về thành lập đoàn 675 quản huấn bọn sĩ quan cấp quý quân ngụy Sài Gòn tại căn cứ Trần Quốc Toàn. Cuối tháng 12 năm 1975, tôi được thông báo tập trung về ban chính trị. Lúc này anh cư về làm chủ nhiệm, để chuẩn bị cho đợt đi phép đầu tiên của sĩ quan trung đoàn. Mặc dù vẫn còn bộ bề công việc, nhưng đảng nhà nước và quân đội đã nghĩ đến việc cho bộ đội về thăm gia đình, quê hương. Điều này làm thỏa lòng bao cán bộ chiến sĩ chúng tôi, vì đã hòa bình gần một năm mà vì nhiệm vụ chúng tôi vẫn chưa có dịp về thăm lại cha mẹ, người thân. Chính sách được phổ biến công khai, ưu tiên người có thâm niên trong chiến trường, trước hết là sĩ quan, đến hạ sĩ quan, rồi đến chiến sĩ. Tôi được nằm trong danh sách nhóm số 1 và cùng đợt với tôi có anh Lợ, anh Vũ Ngụy, anh Tịch, anh Thái, anh Sản, Chúng tôi được xe của trung đoàn đưa lên sư đoàn, sau đó xe sư đoàn đưa thẳng lên binh trạm một tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai. 5 giờ sáng, ngày 24 tháng 12, xe của binh trạm 1, loại xe song long 52 chỗ ngồi có hai ống khói đưa chúng tôi ra binh trạm 2. Rất nhiều các đơn vị đã được tập trung về đây nên mỗi đợt có đến hơn chục xe khoảng 500 đến 600 người. Đoàn quân ngược đường số 1 trở về miền Bắc cũng rất dũng mãnh, tự hào, chẳng khác gì khi chúng tôi vượt trường Sơn ra trận. Chỉ có khác là trong chiếc ba lô căng phòng, ngoài quân phục đồng chí nào cũng có vài chiếc áo len, khăn len mua tại Sài Gòn đem về làm quà cho gia đình. Ngoài quân phục được cấp mới toanh, chúng tôi vẫn gây ấn tượng nhất cho mọi người là chiếc quân hiệu gắn trên mũ có ngôi sao nửa xanh nửa đỏ niềm tự hào của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã trải qua cuộc chiến. Ngay trong con mắt của mọi người nhất là nhân dân miền Bắc vẫn luôn mến mộ những người lính lúc đó đội mũ gắn quân hiệu quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 12, chúng tôi đã có mặt tại binh trạm 2, thuộc địa phận Quy Nhơn, và được ăn một bữa cơm theo tiêu chuẩn trung táo, nghĩa là tiêu chuẩn ăn của sĩ quan theo định lượng của các đơn vị bộ đội miền Bắc lúc bấy giờ. Bữa ăn tương đối thịnh soạn, có cả rau xanh, thịt heo tươi sống, thịt gà và bột cá khô, một loại bột cá chiến lợi phẩm, làm tôi chạy lòng nhớ lại lúc hành quân trên đường Trường Sơn, qua các binh trạm, khó khăn thiếu thốn trăm bề, hai khẩu phần, hai bữa ăn một trời một vực và cách nhau cả một tuổi thanh xuân. Tối hôm đó, báo hại do ăn phải loại bột cá đã bị quá đắt. Binh trạm đã thưởng cho cả đoàn quân về phép một trận đau bụng đi cầu. Mấy chục cái cầu tiêu của trại gia binh lúc nào cũng đặc nghẹt lính ta. Anh Lợi là người gan lì nhất, bố cứ ở trong cầu tiêu không chịu ra, sợ ra rồi người khác chiếm mất chỗ. Riêng tôi đêm hôm đó cũng bị tào tháo rượt đến ba bốn lần. Cũng nhờ các y bác sĩ kịp thời cho uống thuốc nên sáng hôm sau cũng tạm ổn. Vậy là ngày 25 tháng 12 lúc 8 giờ, đoàn quân về miền Bắc phải quyết định hành quân chậm so với dự kiến 3 giờ. Trước khi hành quân các đồng chí thuộc binh trạm đã kêu gọi đồng chí nào chưa thật hết bệnh thì ở lại binh trạm tiếp tục uống thuốc. Nhưng chẳng ai dám cho là mình còn bệnh. Vậy là 100% quân số lên xe thẳng tiến. Khi đoàn xe đang đi qua một khu dân cư trên quốc lộ 1, đoạn từ Quảng Ngãi đến Quảng Nam, thì đồng chí, phẩu người dân tộc thiểu số, thuộc sư bộ, đi chung xe với tôi bất ngờ yêu cầu tài xế dừng xe hai bên đường nhà dân đông san sát thì làm sao chấp thuận được cái yêu cầu không đúng lúc này bỗng nhiên đồng chí am cũng là lính sư bộ liền ghé tai mách nhỏ và đồng chí phẩu vốn tính thật thà vội nhổ sợi tóc xe lại ngoáy vào lỗ mũi thực hiện mẹo chữa bệnh đi tiêu chảy do ông bạn quý vừa mách nước sau một tiếng hắt xì thì ô thôi cái công sức của đồng chí phẩu từ nãy giờ vẫn cố nín bỗng nhiên thành công cốc cái đúng quần ướt nhẹt nước chảy theo hai ống quần xuống đôi giày đen một mùi khó tả loang khắp xe các cửa xe được vội mở hết cỡ. Đồng chí phầu mặt đuỗn ra đứng chết chân ngay cửa xe lên xuống phía sau. Mấy chục con người cố nhồi nhét dồn ra phía trước. Chúng tôi vừa buồn cười, vừa tức, vừa la lối ngậu xị. Ông bạn chỉ mẹo trị bệnh bị mấy đồng chí lớn tuổi chửi cho một trận nên thân rất hối hận. Vội phân giải, tôi chỉ nói chơi ai ngờ đồng chí làm thật. Khi đoàn xe ra khỏi khu vực dân cư, đến đoạn trống có cái cống thoát nước của con mương nhỏ. Tài xế đã vội vàng cho xe dừng lại, chúng tôi xuống xe giúp bác tài múc nước rửa. Riêng đồng chí phẩu tặng nguyên bộ quần áo đang mặc trên người và đôi giày đen cho con mương. Khoảng 15 phút sau chiếc xe của chúng tôi lại bon bon lên đường. Quên đi tất cả, quê hương đang vẫy chào phía trước. Sau hơn một tháng của thời gian nghỉ phép, chúng tôi đã trở về đơn vị. Lúc này vào khoảng đầu tháng 2 năm 1976, toàn bộ đội hình của trung đoàn đã hành quân vào Đồng Tháp 10, vùng biên giới thuộc tỉnh Long An sư đoàn 8 trong đó có trung đoàn 207 có nhiệm vụ vừa bảo vệ biên giới, vừa xây dựng khu kinh tế quốc phòng, khai phá một vùng đát hoang hóa trong đó có cánh đồng chó ngáp chứ danh mà bộ đội đã vất vả hành quân từ Campuchia xuống chiến trường năm 1973. Bộ tư lệnh sư đoàn đóng quân tại thị xã Mộc Hóa và đã về trực thuộc quân khu 9 do hai quân khu 8 và 9 sáp nhập thành quân khu 9. Do yêu cầu nhiệm vụ, sư đoàn phải thành lập thêm một trung đoàn, Vậy là trung đoàn 207 điều gần 1 phần 3 quân số cán bộ chiến sĩ thành lập một trung đoàn mới mang tên trung đoàn 5. Trong số này có anh Võ Bè, đồng chí Nhạc, đồng chí Thuấn, anh Tư Công. Anh Ba Chứ được điều về làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn. Anh Năm Thời được điều về ban tác chiến quân khu. Trung đoàn 207 còn lại được đổi tên thành trung đoàn một do anh Nguyễn Tấn Dẫu làm chính ủy, anh Tám Sơn, Nguyễn Hoàng Sơn làm trung đoàn trưởng, anh Lê Tựu làm phó chính ủy cuối tháng 9 năm 1976, theo chỉ thị của sư đoàn và quân khu, trung đoàn thành lập một khung tương đương cấp tiểu đoàn để nhận tân binh huấn luyện và tôi được chỉ định làm chính trị viên kiêm chỉ huy trưởng. Khung huấn luyện này có tới 12 đại đội, từ 1 đến 12, và anh Phạm Hậu làm chính trị viên đại đội 9. Anh Mạnh, còn gọi là anh Mạnh Khịt, làm chính trị viên đại đội 5, đồng chí Ngân làm chính trị viên đại đội 7. Đầu tháng 10, Khung huấn luyện chúng tôi đã nhận đủ 2.400 thanh niên của tỉnh Đồng Tháp và biên chế đều cho 12 đại đội về đóng quân từ xã An Bình cặp quốc lộ 30 đến thị xã Hồng Ngự. Đoạn đường này dài gần 10 km và ban chỉ huy đóng quân ở trung tâm, cách Hồng Ngự khoảng 6 km. Trong số tân binh kể trên có 3 cặp anh em ruột cùng nhập ngũ một ngày. Đồng chí Nghệ, đồng chí Tùng ở xã An Phong. Đồng chí Năm, công ở xã Tân Thạnh. Đồng chí Nam, Long ở xã Tân Long. Sau gần 3 tháng huấn luyện, học tập quân sự, chính trị, cuối tháng 12 năm 1976, toàn bộ 12 đại đội tân binh được điều về bổ sung cho 3 tiểu đoàn bộ binh cùng 9 đại đội trực thuộc, 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần của trung đoàn, một số được bổ sung cho trung đoàn 5, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng kinh tế quốc phòng, vừa bảo vệ vững chắc vùng biên cương, biên giới Tây Nam Tổ quốc thuộc địa phận huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Long An cuối năm 1976 không nhận quân tân binh do tôi làm chỉ huy trưởng giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Quân số huấn luyện xong đã được bàn giao cho Trung đoàn 1, 207 và Trung đoàn 5. Số tân binh đợt này hiện nay vẫn còn nhiều đồng chí đang công tác và thành đạt trên nhiều lĩnh vực, ví dụ như đồng chí Hà Văn Thượng hiện là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, kiêm phó tránh thanh tra của Tòa án Nhân dân tối cao phụ trách phía Nam. Đồng chí Võ Hoàng Hoa Cục trưởng Cục thuế quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đồng chí phạm hữu thuấn tiến sĩ y khoa đang công tác tại sở y tế tỉnh đồng tháp đồng chí ân đang công tác tại công ty du lịch tỉnh đồng tháp giám đốc chi nhánh khu vực hồng ngự đồng chí hải chủ tiệm vàng thanh long thuộc thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đồng chí điển chủ doanh nghiệp tôm giống huyện tam nông đồng chí lê minh trí giám đốc cục dự trữ nhà nước khu vực tỉnh đồng tháp đồng chí lê thanh hồng bí đảng ủy xã tân long huyện thanh bình Đồng Tháp. Đồng chí Mỹ Lệ Thượng tá Công an tỉnh Đồng Tháp. Ngày 26 tháng 12 năm 1976, tôi và đồng chí Năm Thắng, lúc này đồng chí Năm Thắng đã được điều về làm chủ nhiệm thông tin trung đoàn thay cho đồng chí Sáu Hiền, được đồng chí Tư Dẫu và đồng chí Tám Sơn mời lên giao nhiệm vụ. Chúng tôi có trách nhiệm thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ của số tân binh vừa được bàn giao để chọn ra những nhân tố đào tạo sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội tại các tỉnh phía Nam. Vậy là chiếc xe Honda 67 cá nhân mua tại Tân Châu đã rong ruổi đưa hai chúng tôi đi hầu hết các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Mỹ An, Kiến Văn. Chúng tôi gặp các đồng chí Thanh Bần chủ tịch huyện Hồng Ngự, đồng chí Nam Ngọc, huyện đội trưởng Hồng Ngự, chú Hai Thương chủ tịch huyện Thanh Bình, chú Ba dân huyện đội trưởng huyện Thanh Bình. Và thời gian ở lại Cao Lãnh là lâu nhất. Tại nhà ban chỉ huy quân sự thị xã Cao Lãnh, bây giờ là thành phố Cao Lãnh đồng chí Đức Chỉ huy trưởng đã giúp chúng tôi đến hầu hết các xã của huyện Mỹ An, Kiến Văn, Cao Lãnh. Lúc đó huyện Mỹ An, Kiến Văn còn trực thuộc Cao Lãnh, cùng với chính quyền địa phương xác minh những yếu tố cần thiết theo yêu cầu của trên. Ngày 29 tháng 12 năm 1976, thật bất ngờ khi biết tin chị Hai Nhị, Trương Thị Thắm, đang làm trưởng phòng kinh tế thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp và hai chúng tôi đã đến thăm chị. Tại khu nhà trước đây là trại giam của bọn cảnh sát ngụy bây giờ là khu hội trường công an tỉnh đồng tháp chị hai tiếp chúng tôi bằng một bữa cơm có đủ các món ăn cháu phương và cháu tài mới đi học được hơn một năm thấy chị cũng chẳng khác sau ba năm mới gặp lại chị vẫn đẹp vẫn hiền dịu nhìn hai chúng tôi ăn cơm và âu yếm nói thấy hai đứa bay còn sống và mạnh khỏe tao mừng lắm cũng thời gian này đồng chí nam thắng dẫn tôi đến thăm chị nguyễn thị sáng đang là trường trạm y tế xã hòa an em vợ của đồng chí huỳnh công chứ và sau này hai người thành vợ chồng sinh sống ở xã ba sao huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp chị và đồng chí có ba cháu giờ đây cháu lớn đầu lòng đang làm trưởng phòng thống kê huyện cao lãnh và vợ là cháu loan là tỉnh ủy viên nguyên phó ban tuyên giáo tỉnh ủy mới được điều về làm bí thư huyện ủy huyện thanh bình cháu gái thứ hai có chồng ở sa đéc và cháu út đang ở nhà với chị mối tình của đồng chí với cô út dũng trong kháng chiến trước đây không thành hiện nay cô út dũng đã có chồng và ba đứa con đang sinh sống tại huyện hồng ngự đồng chí Năm Thắng đã qua đời vào đầu năm 2007, và tôi đã kịp đến thăm đồng chí trước khi đồng chí tắt thở 15 phút. Chị Năm và gia đình kể lại, sau khi đồng chí bị tai biến được cấp cứu tại Bệnh viện hữu Nghị 5 ngày thấy bệnh không tuyên giảm bác sĩ đã chạy và gia đình chuyển đồng chí về nhà để lo hậu sự. Trong lúc hôn mê đồng chí vẫn thường nhắc đến tên tôi. Được cháu Huỳnh Thanh Sơn, con đồng chí Huỳnh Công Chứ, điện gấp cho đồng chí thứng chính trị viên huyện đội Thanh Bình truyền điện tiếp cho tôi báo đồng chí bệnh nặng tôi đã kịp đến nhà anh. Tôi chạy đến bên giường bệnh, đồng chí còn kịp ú ớ, và từ từ yếu dần. Rồi nhắm mắt, tôi đã khóc và vuốt mắt cho anh. Đồng chí được mai táng tại đất nhà, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ngày rỗ của đồng chí hàng năm vào ngày mùng 6 tháng riêng âm lịch. Sau chuyến công tác chúng tôi trở về đơn vị, nhưng các phương tiện cơ giới chỉ về tới thị xã Hồng Ngự là phải stop. Từ đây, chúng tôi phải đi bằng phương tiện đường thủy, ghe, xuồng vỏ lãi, tắt dáng, rồi đi bộ băng tắt cánh đồng về nơi đóng quân. Vậy là chiếc xe Honda cá nhân không biết phải xử lý nó như thế nào. Cũng may nhờ đồng chí Mạnh và đồng chí Thái, ban quân y, mách nước từ trước khi lên đường. Tôi đã liều mạng mò vào ngân hàng huyện Hồng Ngự để làm quen tìm chỗ gửi xe. Tại ngân hàng huyện Hồng Ngự lúc đó có ba cô gái ngoài miền Bắc mới được tăng cường và tên là Liên, Cát, Thanh. Cả ba cô rất đẹp nhưng đều bị bệnh ghẻ ngứa do chưa quen với nguồn nước. Nhờ có ít kinh nghiệm ngoại giao tôi đã được cả ba cô mến mộ và tình nguyện giữ xe miễn phí. Chiếc xe của tôi là chiếc thứ 9 của các anh em trong trung đoàn gửi lại. Trong đó có cả chiếc xe Honda 50 của đồng chí Tám Sơn nằm trong bãi xe của ngân hàng Hồng Ngự. Một thời gian sau đồng chí được thuộc đơn vị tôi đã cưới cô Cát và hai người chuyển ra Bắc. Đồng chí Giang cưới cô Liên và hiện nay hai người đang sinh sống tại huyện Thanh Bình. Nghe đầu cô Thanh vẫn độc thân, hiện đang công tác tại ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 1977, Trung đoàn 1, 207, được giao nhiệm vụ bảo vệ dọc tuyến biên giới của huyện Mộc Hóa, bây giờ là huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Long An và quản lý trên 10.000 ha đất nông nghiệp. Và Trung đoàn 5, có nhiều cán bộ chiến sĩ của 207 tăng cường, đóng quân tại thủ thừa Long An. Sông Trăng là con sông nhỏ dọc biên giới ngăn chia hai nước Việt Nam, Campuchia. Mùa nước thì lòng sông rất sâu thuận tiện cho việc lưu thông bằng phương tiện đường thủy nhưng mùa khô nước lại cạn kiệt. Thường thường mực nước chỉ ngang bụng, có chỗ chỉ ngang đầu gối. Do vậy việc qua lại của nhân dân hai nước cũng thật dễ dàng. Cả ba tiểu đoàn bộ binh được điều đóng quân sát biên giới, chỉ cách độ một km, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa gieo xả lúa trên vùng đất hoang hóa. Để giúp cho bộ đội làm kinh tế, cấp trên đã tăng cường rất nhiều loại máy. Máy cày MTZ xe vận tải GMC, sáng cạp, là loại xe cô cạp đất nằm trên xà lan, và có cả đàn trâu gần trăm con. Đồng chí hai tường trung đoàn phó, quê Bến Tre, rất hay cưới trâu ra xã Tân Thành nhậu chung với mấy bác nông dân. Nhìn cái cảnh đồng chí mặc quân phục, sắn quần móng lợn, mang quân hàm cấp tá, đầu đội nón lá, vì sợ nắng, ngồi ngất ngường trên lưng châu thì không thể chê vào đâu được. Từ xã Hưng Điển Giáp Sông Trăng là một con đường đất chạy thẳng về gò chùa, gò pháo, ấp kinh, rồi về gò gòn. Bên trái gò chùa là gò chuối, sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại Gò Chùa, vị trí này cách biên giới khoảng 3 km. Trước khi trung đoàn bộ chuyển về đây, khu vực này đã được hai đội quản huấn sĩ quan Ngụy Sài Gòn giúp xây dựng doanh trại cho trung đoàn bộ. Khu đất cao hơn mặt ruộng khoảng 1 mét, rộng khoảng 10 hecta, trồng toàn cây me nước, được xây dựng những căn nhà bằng thân cây tràm lập bằng lá dừa nước. Nơi này còn được trang bị máy phát điện chạy bằng dầu diesel để cung cấp ánh sáng cho toàn khu vực ngày 20 tháng 1 năm 1977, tôi có quyết định về nhận công tác tại Ban Chính trị Trung đoàn và chính thức bổ sung cho cơ quan tuyên huấn. Vậy là sau đúng 6 năm, tháng 1 năm 1971 đến tháng 1 năm 1977, vòng vo Tam Quốc tôi lại trở về đơn vị cũ. Chỉ có điều đơn vị thì vẫn như xưa nhưng con người thì đã thay đổi gần hết duy còn có mỗi mình đồng chí Lợi, Phạm Đức Lợi là đóng chút từ đó cho đến tận bây giờ. Ban chính trị lúc này gồm có đồng chí Bảy Việt làm chủ nhiệm chính trị, có một đồng chí y tá, một đồng chí liên lạc, một đồng chí quản lý, một đồng chí nuôi. Cơ quan tổ chức có đồng chí hợp là trợ lý 1, đồng chí Phạm Hậu làm trợ lý 2, đồng chí Hà trợ lý 3, đồng chí Hùng là văn thư. Cơ quan bảo vệ có đồng chí sở, bên cơ yếu chuyển qua, làm trợ lý 1, đồng chí hời làm trợ lý 2. Cơ quan dân địch vận có đồng chí An Xuân Triển. Cơ quan cán bộ có đồng chí lợi trợ lý 1, đồng chí nghị trợ lý 2, đồng chí hữu thống kê, đồng chí Diệu, Nguyễn Khắc Diệu, làm văn thư hiện nay đồng chí Diệu là cán bộ vụ tổ chức, cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan tuyên huấn có, tôi trợ lý 1, đồng chí Phan Xuân Thi trợ lý 2, đồng chí Nhuận phụ trách câu lạc bộ, đồng chí Nhuận hiện là tiến sĩ đang công tác tại Bệnh viện trợ giấy, đồng chí Thuấn Văn Thư. Đồng chí Thuấn hiện là tiến sĩ công tác tại Sở Y tế Đồng Tháp. Đồng chí Lê Minh Chí, hiện là Giám đốc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Hiếu Trí hiện đang sinh sống tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thế đấy, đúng 6 năm vào sinh ra tử trên chiến trường giờ quay trở lại đơn vị cũ lên được một chức. Nghĩ lại vẫn còn ngon hơn đồng chí lợi, cứ ngồi ỉ tại chỗ. Cơ quan tuyên huấn được bố trí một căn nhà lợp lá, vách ngăn cũng bằng lá có ba phòng. Phòng giữa nhà có bàn hình chữ nhật dùng để tiếp khách, kiêm luôn bàn ăn. Phòng bên trái làm phòng văn thư và làm chỗ nghỉ cho Nhuận, Thuấn, Lê Trí, Hiếu Trí. Phòng bên phải làm thư viện và làm chỗ nghỉ cho tôi và Thi. Phòng không có cửa sổ nên ở vách đầu giường tôi và đồng chí Thi đã tự khoét hai lỗ trên vách lá hình chữ nhật cao 20cm, bề ngang 50cm làm lỗ thông gió cho mát và khỏi ngộp. Trong phòng có cả gần chục cây đàn guitar, mandolin. Lúc rảnh rỗi mấy anh trong đơn vị chúng tôi thường hỏa tấu vài bản nhạc. Thi đàn rất hay tôi cũng biết võ vẽ. Cho đến bây giờ vẫn còn nhớ nhất thi đệm đàn cho tôi hát bài chiếc nón bài thơ hay hết biết. Lính tuyên huấn mà. Tại doanh trại ban chính trị có một cái giếng đào nhỏ xíu. Có từ trước do bộ phận quản huấn đào không đủ nước sinh hoạt nên đồng chí Bảy Việt quyết định đào thêm giếng khác để phục vụ cho đồng chí em tắm giặt. Vậy là gom tất cả cán bộ chiến sĩ của các tiểu ban thay nhau đào giếng. Chiếc giếng nằm cạnh đường đi, đêm hôm đó đồng chí Bảy Việt đi họp về trời tối loạn trọng thế nào ngã xuống giếng cạn bị cục xương sống phải điều trị nửa tháng mới khỏi, rất may cái giếng mới đào sâu khoảng 2 mét. Chứ nếu sâu hơn không biết cái lương với đôi chân của đồng chí sẽ ra sao. Giờ nhớ lại thấy thương đồng chí quá. Nhiệm vụ của cơ quan tuyên huấn lúc này là soạn thảo những tài liệu học tập cho bộ đội, nhất là số chiến sĩ mới bổ sung cho 3 tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc và hai đội quản, huấn, giáo dục số sĩ quan cấp úy của quân Nguyễn Sài Gòn, nên công việc của chúng tôi rất bận rộn. Tôi và đồng chí Thi cứ miệt mài chia nhau công việc, nhiều lúc đồng chí Thi còn đảm nhận nhiều hơn cả tôi. Vì vậy cơ quan tuyên huấn lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 28 tháng 3 năm 1977, Trung đoàn được thông báo có đại tướng đến thăm. Vậy là sáng hôm đó, cả cơ quan Trung đoàn bộ tấp nập chuẩn bị. Sĩ quan ăn mặc quân phục mới nhất. Trung đội về binh súng đạn đầy đủ canh gác 3-4 lớp quanh khu vực nhà ban chỉ huy trung đoàn nhà đồng chí Tư Dấu Chính ủy được chọn là nơi đón tiếp đại tướng. Tôi được đồng chí Tư Dấu và đồng chí Tám Sơn mời đến trước để tháp tùng, cùng các đồng chí chuẩn bị một số nội dung cần thiết. Đồng chí Du bên ban tham mưu được phân công chuẩn bị bãi đáp cho máy bay trực thăng hạ cánh. 8 giờ sáng, công việc chuẩn bị đã hoàn tất và tất cả đã ở tư thế sẵn sàng. Dự kiến cho bãi trực thăng hạ cánh nằm ở khu vực đồng chống cách sở chỉ huy trung đoàn khoảng 200 mét đồng chí Du hướng dẫn vệ binh kiểm tra rất kỹ và bốn góc cắm bốn lá cờ. Hai đống dơm to đùng được để sẵn đốt lên hun khói cho máy bay dễ nhìn. Lực lượng vệ binh tản ra bảo vệ xung quanh sân bay. Trên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật tại nhà đồng chí Tư Dấu đã có bình trà, bộ ly và phích nước sôi. Đồng chí Tám Sơn và đồng chí Tư Dấu đã ở tư thế rất sẵn sàng. 10 giờ sáng vẫn im hơi lặng tiếng. 11 giờ trưa cũng vẫn lặng tăm tôi thấy đồng chí Tám Sơn và đồng chí Tư Dẫu từ sốt ruột đã chuyển sang bình thản. Đồng chí Tám Sơn còn nói với đồng chí Tư Dẫu, mấy cha chắc nói dốc rồi, chẳng có tướng tá nào chịu bò đến cái vùng khỉ ho cò gáy này đâu. Nhiệt độ ngoài trời lúc này rất cao vì mặt trời đã gần đứng bóng. Đồng chí Tám Sơn đã cởi bỏ bộ quần áo và tháo đôi giày. Đồng chí mặc mỗi chiếc quần đùi, ở trần, mặt đỏ như gà trọi, ngồi chờ đại tướng. Khoảng 11 giờ 30 phút, ở ngoài cánh đồng, từ hướng mộc hóa bỗng thế bụi cát cuộn lên mù mịt. Lúc này là cao điểm mùa khô nên cánh đồng chẳng khác gì bãi sa mạc, đám bụi cát cứ thế tiến thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn. Khi còn cách khoảng 700 mét, chúng tôi đã nhìn rõ hai chiếc xe nhà binh, một chiếc xe dép và một chiếc xe GMC đang thẳng tiến vào hướng chúng tôi và chỉ độ 5 phút sau hai chiếc xe đã dừng cách nhà đồng chí tư dẫu khoảng 50 mét. Đồng chí tư dẫu đã vội vàng bước ra vì nhìn thấy đồng chí sáu phú sư đoàn trưởng từ trên xe dép bước xuống sau cái bắt tay được tư dẫu hỏi đồng chí Sáu Phú, đại tướng không đến à? Đồng chí Sáu Phú chỉ về phía chiếc xe GMC và chúng tôi đã nhìn thấy bốn năm người đang ở trên sàn chiếc GMC trèo xuống. Bốn vị khách đã theo đồng chí Tư Dẫu và đồng chí Sáu Phú vào trong nhà tiếp đón. Đồng chí Tám Sơn vẫn còn ở trần tình bơ hóng gió. Vào tới nhà đồng chí Sáu Phú đã vội vàng giới thiệu. Đây là Đại tướng Chu Huy Mân. Đây là Thiếu tướng Lê Quốc Sản. Còn hai đồng chí này là cục trưởng cục tuyên huấn và cục trưởng cục cán bộ. Lúc này đồng chí Tám Sơn mới tá hỏa đi lấy quần áo mặc để tiếp chuyện đại tướng. Đồng chí Du và cánh vệ binh trung đoàn vẫn chưa hay biết gì, vẫn kiên trì bám trụ ngoài sân bay giá chiến chờ máy bay của đại tướng đến thăm trung đoàn. Sau này đồng chí Sáu Phú kể lại chúng tôi mới biết máy bay của đại tướng chỉ bay tới Mộc Hóa và đại tướng quyết định dùng xe GMC đến thăm trung đoàn để thực tế được nhìn tận mắt vùng đất mà Bộ Quốc phòng giao cho sư đoàn 8 các đồng chí vệ binh sư đoàn đã dùng dơm trải trên sàn xe GMC để đại tướng và các đồng chí cùng đi ngồi cho êm. Đầu tháng 5 năm 1977, tình hình biên giới bắt đầu căng thẳng. Bọn Pol Pot đã cho lực lượng trinh sát thường xuyên vượt biên giới sang thăm dò nơi đóng quân và các chốt tiền tiêu của ta để chuẩn bị cho các bước xâm lược tiếp theo của chúng. Và những hy sinh tổn thất bắt đầu trở lại với những người lính trung đoàn. Đồng chí Hải Nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã nghẹn ngào kể lại với tôi đêm ngày 16 tháng 5 năm 1977 tiểu đoàn 2 được lệnh xuất kích để ngăn chặn đám lính Pol Pot đã thập thò bên kia biên giới. Đội hình phòng ngự chốt chặn của ta nằm cặp sông trăng cách kho lúa xã Hưng Điền khoảng 300 mét, do đồng chí Hồ Minh Xanh tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Sau năm ngày đêm bọn địch chỉ nằm bên kia sông Trăng và lâu lâu lại nổ súng về phía trận địa ta bằng B-40 và cối 60. Khoảng 7 giờ tối, ngày 21 tháng 5 năm 1977, một cơn mưa rất lớn đã làm nước ngập hầu hết các công sự phòng ngự của ta. Tới 12 giờ khuya, đồng chí Hồ Minh Xanh đã ra lệnh cho toàn tiểu đoàn rút về phía sau khoảng 1 km và xây dựng tuyến phòng thủ tại đây. Khi rút quân trời rất tối và mưa nên đồng chí liên lạc đại đội 7 đã quên không thông tin cho chốt tiền tiêu do Đức hải và được bộ đàm trách. 4 giờ sáng, ngày 22 tháng 5 năm 1977, cơn mưa vừa dứt, bọn Pol Pot bên kia biên giới đã cho lực lượng vượt sông Trăng một tốp lính khoảng 6 tên đã tiến thẳng vào vị trí tiền tiêu. Khi chúng còn cách độ 10 mét, đồng chí Hải và bộ đã ném lựu đạn. Sau hai tiếng nổ, 6 tên địch đã nằm tại trận địa. Bọn địch phía sau lùi lại vì chúng chưa hiểu gì về lực lượng ta. Tranh thủ thời cơ, đồng chí Hải và đồng chí bộ đã bỏ lên lấy được 4 khẩu súng và rất nhiều đạn từ sóc mấy tên lính Pol Pot đem về hầm, dùng nón cối tát nước mưa trong công sự để chuẩn bị chiến đấu phát hiện được lực lượng của ta quá ít bọn pol pot đã cho lực lượng bao vây tổ tiền tiêu chúng la ó om sòm trô trô và tung đủ các loại đạn về hướng công sự hai chiến sĩ ta với sáu súng trong đó có bốn khẩu chiến lợi phẩm mới thu được đã dũng cảm nổ súng đánh trả bọn địch lớp chết lớp bị thương vẫn không thể nào chiếm được chốt tiền tiêu chỉ có hai người sau gần một giờ đồng hồ chiến đấu đồng chí bộ đã trúng đạn hy sinh còn lại một mình đồng chí hải vẫn ngoan cường nổ súng chống trả Hải suy nghĩ thật chúng đạn chết như đồng chí Bộ chứ nhất định không để chốt lọt vào tay quân Pol Pot. Nghe tiếng súng nổ rền vang ngoài trận địa, kiểm tra lại thấy thiếu mất tổ tiền tiêu, đồng chí Hồ Minh xanh đã hạ lệnh toàn tiểu đoàn nhanh chóng vận động trở lại trận địa cũ, căm đạn vào lũ quân Pol Pot đang bao vây bốn phía căn hầm của đồng chí Hải. Bọn địch thấy lực lượng của ta xuất hiện đã vội vàng tháo chạy về bên kia biên giới. Đây là trận đánh đầu tiên của trung đoàn ở mặt trận phía Tây Nam bọn địch đã bỏ lại 16 xác chết quanh khu vực này. Nhiều tên lính bị thương và xác chết chúng đã lôi về bên kia biên giới. Sau trận đánh này, đồng chí Hải được điều về làm liên lạc cho đồng chí Hồ Minh Xanh và được đề nghị tặng thưởng huận chương chiến công hạng nhất. Đồng chí Hải quê quán tại Mỹ An, nhập ngũ vào cuối năm 1976, đợt tôi nhận quân, hiện nay là chủ tiệm Vàng Thanh Long, tại thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh. Nói chuyện với tôi và đồng chí Lê Minh Chí, đồng chí Hải vô cùng xúc động bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gian khổ, ác liệt, hy sinh. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc tại biên giới Tây Nam, nước mắt cứ tuôn trào khi nhớ lại đồng chí bộ, quê Thanh Hóa, người đồng đội thân thương, người duy nhất đã hy sinh anh Dũng trong trận đánh này. Bước sang năm 1977 là năm lính ta đua nhau cưới vợ. Nghĩ cho cùng thì nước nhà thống nhất đã gần 2 năm. Nhiều đồng chí đã lớn tuổi, đặc biệt là những anh em miền Nam đi tập kết ngoài Bắc rồi trở lại chiến trường, gần nửa đời người cứ mãi miết với chiến trận. Với công việc, ngoảnh lại đã cúp thùng thiết cả rồi. Mở màn là anh Võ Be cưới chỉ tâm giáo viên dạy tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Anh Võ Be chỉ nhỏ hơn ông già vợ có 6 tuổi. Bố vợ anh Be tên là Kim, mới đầu anh Be gọi chú Ba Kim là anh. Sau dần tăng lên là chú, và cuối cùng là bà. Kế đến anh tư dấu cưới chị tí. Anh tư dấu lớn hơn chị tí gần 20 tuổi. Ngày hai người chuẩn bị làm đám cưới, anh tám sơn chọc anh tư dấu, châu già mà gặm cỏ non. Thế nhưng sự đời nhiều khi khó đoán trước. Chỉ sau đó một thời gian ngắn anh Tám Sơn lại quen cô giáo Mai dạy tại gò pháo rồi hai người yêu nhau và làm đám cưới. Cô giáo Mai nhỏ hơn anh Tám Sơn tới tận. 23 tuổi. Đến lượt anh tư dấu trả đũa. Cỏ non nó làm tít mắt lão châu già. Rồi tới tôi cưới vợ bà xã tôi nhỏ hơn đúng 5 tuổi. Đồng đội cứ tấm tắc khen xứng đôi phải lứa. Sau đó tiếp tục rất nhiều đồng chí khác lập gia đình. Ôi, đủ các lứa tuổi, đủ các niềm vui. Trung đoàn cứ liên tục vui như Tết. Thời kỳ đó tổ chức đám cưới cho bộ đội ở các tỉnh phía Nam, nhất là đối với sĩ quan bài bản lắm. Thường từ lúc triển khai đến khi hoàn thành thời gian mất độ nửa năm là ít. Ví dụ như trường hợp của tôi. Ngay cuối năm 1976, chúng tôi đã làm đơn xin kết hôn kèm theo một bản lý lịch bên vợ có xác nhận của chính quyền địa phương gửi cho đảng ủy trung đoàn riêng tôi phải có giấy xác nhận của địa phương ngoài miền bắc là tôi chưa có vợ tiếp theo đó trung đoàn cử cán bộ bảo vệ đồng chí sở về tận quê vợ để xác minh và thẩm tra lý lịch những kết quả được trình cho đảng ủy trung đoàn quyết nghị rồi báo cáo về bộ tư lệnh sư đoàn ra quyết định khi đã có quyết định ban chỉ huy trung đoàn mới tiến hành kết hợp với gia đình địa phương chuẩn bị và ấn định tổ chức ngày hôn lễ Trước ngày hôn lễ khoảng một tuần, cơ quan tuyên huấn đã chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như phông, màn, khẩu hiệu, hoa, máy chụp hình. Tôi còn nhờ đồng chí Nhuận, hiện đang công tác tại bệnh viện trợ giấy, và đồng chí Tị, hiện là bác sĩ chuyên khoa, hai bệnh viện K171, quẩy hai ba lô đường đem về gia đình bên vợ để cho má làm bánh kẹo. Thời kỳ này bao cấp, bánh kẹo bên ngoài phải phân phối khó mua lắm. Đặc biệt là đường cát rất khan hiếm, vợ tôi giáo viên chỉ được phân phối một tháng một kg đường. Còn tôi sĩ quan một tháng được 2 kg. Cũng nhờ bạn bè trong trung đoàn nhường tặng nên mới có khoảng 30 kg đường đem về nhà trước. Ngày tổ chức đám cưới thì vui tuyệt. Trung đoàn thành lập một ban tổ chức hẳn hoi. Có anh Lợi, anh Nghị, anh Hậu, đồng chí Thi, đồng chí Hà. Do đồng chí Phan Xuân Thi làm MC. Đồng chí Thuấn, đồng chí Minh Chí còn mang về hai khẩu AK với mấy trăm viên đạn bảo vệ đám cưới. Cánh sĩ quan nào cũng đem theo súng ngắn, cũng bởi tình hình an ninh lúc đó chưa thật ổn định nên lính ta phải cảnh giác ấy mà. Riêng tôi ngoài khẩu súng ngắn K-54 đầy nhóc đạn, tôi còn thủ theo gần chục quả lựu đạn, loại mini dùng cho đặc công. Cũng tại cái vụ này mà bà già vợ tôi hết hồn hết vía. Chuyện là, gia đình bên vợ tôi làm nghề thuốc bắc, nên cái phòng ngủ của chúng tôi có một chiếc tủ rất nhiều hộc, giống như ngăn kéo, số lựu đạn mang về được tôi cất vào một hộp tủ thuốc. Khi trở về đơn vị tôi quên khuấy, độ nửa tháng sau má vợ tôi mở hộp tủ và gặp ngay gần chục quả lựu đạn. Bà sợ quá lăn đùng ra xỉu bởi má có bệnh tim. Cũng may cậu hai của vợ tôi trước đây làm xã đội trưởng xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình cũng có mặt và ông ấy cất số lựu đạn chờ tôi về phép đem trả lại cho đơn vị. Hiện nay cả cậu hai và má đã mất rồi. Ngồi nghĩ lại vừa thương má vừa thương cậu. Khoảng đầu tháng 6 năm 1977, cái giếng mới của ban chính trị đã hoàn thành và nước lúc nào cũng trong veo, mát rượi. Bên cạnh giếng cách độ 2 mét có một cái nhà tắm độ 4 mét vuông quây toàn bằng lá dừa nước để cho lính ta vào tắm và thay đồ cho kín đáo. Chiều hôm đó tôi và Phan Xuân Thi rủ nhau đi tắm và ấn tượng nhất đến bây giờ vẫn còn nhớ là hai thằng kỳ lưng cho nhau bằng dép. Bộ đội ta thời kỳ đó hết tắm là lấy dép dâu kỳ lưng thì tuyệt vô cùng chỉ cần đưa mũi dép cao su ủi vài đường là bợn ghét bám trên lưng bung ra hết xối qua vài ca nước là cái lưng đã sạch lắm rồi tuy nhiên lúc này cánh chúng tôi đã thành sĩ quan nên không còn được trang bị dép dâu mà thay thế là loại dép nhựa trung quốc màu da bò vậy là tôi và thi lấy dép nhựa ủi lưng cho nhau không có xà phòng thơm và dầu gội tôi làm ngay một vốc xà bông bột cũng còn tốt chán lúc ở trên rừng thì bói cũng chẳng kiếm đâu ra xà bông đức thi buồn cười chọc tôi thật ông trời chẳng công bằng chút nào. Vợ, cõng, ở nhà tắm gội bằng xà phòng thơm rồi xịt nước hoa, còn chồng, kiên, rửa đầu bằng xà bông bột. Nghĩ cũng thấy tủi thật, nhưng cứ kệ nó, lính mà. Miễn sao đừng có bệnh tật gì để có sức khỏe mà đánh giặc là ok rồi. Đầu tháng 7 năm 1977, chị Tý từ Sài Gòn lặn lội đến thăm anh Tư Dẫu. Tại nhà riêng dành cho chính ủy, được lập bằng tôn có đóng lao phong, xung quanh vách được dựng bằng loại ván ép có một căn buồng để dành cho hai anh chị chị đến đơn vị anh em trong trung đoàn coi như người chị cả và lúc nào cũng dành một sự ưu ái đặc biệt chiều hôm đó anh lợi làm thịt mấy con gà nấu cháo và mời anh chị tư chúng tôi cũng được hưởng sái vậy là căn nhà của cơ quan cán bộ rất vui và nhuận nhịp ăn cháo xong anh tư cầm tay dắt chị về nhà riêng rất tình tứ và hạnh phúc chúng tôi còn nhìn thấy anh xách nước từ ngoài giếng vào nhà để chị tắm anh bảy việt nói vui Vợ trẻ thì được cưng là cái chắc rồi. Riêng tôi thì suy nghĩ, anh tư thật thương chị. Tình cảm của những người chồng là lính, lúc nào cũng có một cái gì rất đặc biệt. Như bài trước đã nói cơ quan trung đoàn bộ có máy phát điện chạy bằng dầu DRN. Một anh đại úy sĩ quan quân đội Sài Gòn nằm trong đội quản huấn rất giỏi nghề điện được trung đoàn điều lên phụ trách nhà đèn. Anh ta có nhiệm vụ trông coi máy phát, kiểm tra đường dây, câu bóng đèn phục vụ ánh sáng. Tiêu chuẩn mỗi nhà chỉ được một bóng đèn loại bóng tròn 75 uôn. Và nhà tuyên huấn chúng tôi dù có ba phòng cũng chỉ được một bóng ngay phòng giữa. Ánh sáng theo cửa lọt qua hai phòng bên. Anh sĩ quan quân đội Sài Gòn này ghiền thuốc lắm. Nếu cho anh ta đốt thả ga một ngày phải hết một gói, 20 điếu, mà một tháng anh ta chỉ được phân phối 5 gói, thời kỳ bao cấp mà. Cánh sĩ quan của bọn tôi lúc đó được ưu tiên hơn. Mỗi người một tháng được phân phối một cây, loại Sài Gòn giải phóng hoặc President. Ai hiền thuốc như anh Lợi cũng tạm đủ. Ai không biết hút đem bán ngoài cũng được một món tiền kha khá. Tôi là người ghét thuốc nhất vì từ nhỏ đến lớn chưa hút thuốc bao giờ. Đến bây giờ cũng vậy. Vậy mà thời kỳ đó cứ mỗi tháng là quản lý phát cho một cây thuốc đều đều. Chiều hôm đó anh thợ điện đi kiểm tra đường dây, ghé vào nhà cơ quan tuyên huấn. Biết anh thèm thuốc, nên tôi tặng anh một cây Sài Gòn giải phóng mà quản lý vừa mới phân phối anh mừng rơn và tối hôm sau anh câu cho nhà tuyên huấn thêm một bóng đèn. Thế có đã không cơ chứ? Thời gian này sông Trăng là đường biên giới đã bị bọn Pol Pot khống chế, nên các phương tiện vận tải của ta thường bị bọn chúng nổ súng làm hư hại tài sản có khi còn chết người. Từ mộc hóa chúng tôi phải đi phương tiện bằng đường thủy vào tới gần ngã ba lò gạch, cách biên giới khoảng một km là phải dừng và đi bộ tắt về trung đoàn. Để thuận tiện cho việc đi lại của bộ đội, trung đoàn đã bố trí hai ba chiếc máy cày MTZ kéo thùng ngay bến làm nhiệm vụ đưa rước. Cuối tháng 7 năm 1977, tôi có chuyến công tác về Mộc Hóa, nơi sư đoàn bộ đóng quân và ngày hôm sau trở về đơn vị. Quái âm thay khi chiếc máy cày còn cách cơ quan trung đoàn bộ khoảng 2 km thì bị hư máy, tôi phải xuống đi bộ về đơn vị. Trên người chỉ có khẩu súng ngắn và cái xà cột nên khỏe re. Đi cùng chiều với tôi có một người phụ nữ cũng cỡ tuổi tôi, trên tay có hai giỏ sách nặng. Tôi đoán người phụ nữ này chắc là chị của số anh em tân binh mới nhập ngũ, nên tôi đã tình nguyện sách dùm hai giỏ sách. Hai người chúng tôi quốc bộ trên cánh đồng lúa đã cắt hết còn trở lại những gốc giả. Đi được một đoạn mồ hôi đã chảy rầm rể, hai tay đã mỏi giá rời. Tôi thầm ước giá có cái ba lô mà bỏ những thứ này vào quẩy sẽ khỏe hơn nhiều, sách tay kiểu này tôi chưa quen. Đã nhiều lúc tôi muốn trả hai cái của nợ cho người phụ nữ, nhưng nghĩ lại mình là nam nhi hơn nữa là người thân của đồng đội mình mà, vậy là tôi phải ráng sách cho hết đoạn đường. Khi tới con đường đất, chỉ còn cách sở chỉ huy trung đoàn độ 300 mét, tôi mới có dịp hỏi thăm cô gái. Cô vào thăm ai? Thuộc đơn vị nào? Dạ em vào thăm nuôi chồng em, đội quản huấn số 2. Tôi sửng sốt, thì ra cô gái này là vợ của sĩ quan quân đội Sài Gòn đang cải huấn tại đội số 2 do đồng chí Liễu làm đội trưởng đóng tại gần gò pháo từ đây đến đó còn khoảng 3 km. Không lẽ để người phụ nữ chân yếu tay mềm này tiếp tục đi bộ một mình với hai giỏ sách nặng trĩu này sao? Rất may tôi gặp chiếc xe dép do đồng chí Cường tài xế của ban chỉ huy trung đoàn trên đường về gò pháo. Tôi gửi cô gái cho Cường và mở xà cột lấy giấy, viết biên vài chữ, cho đồng chí Liễu. Thật bất ngờ khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, cô gái hôm qua, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên, xuất hiện tại ban chính trị và hỏi thăm vào đúng nhà cơ quan tuyên huấn. Với một giỏ sách nặng trĩu đem tặng tôi và nói, "Chồng em là đại úy sĩ quan quân đội Sài Gòn đang học tập cải tạo. Gặp chồng em, em kể lại, anh ấy rất ngưỡng mộ các sĩ quan của quân đội cách mạng. Anh ấy hứa sẽ học tập thật tốt để hết thời hạn trở về sum họp với gia đình. Anh ấy bảo em biếu anh giỏ quà này." Tôi chỉ nhận mấy trái xoài cho cô gái vui lòng còn lại bao nhiêu bánh tét, bánh ít. Tôi nhờ cô đem về cho anh em đang học tập tại đội quản huấn. Đến cuối tháng 8 năm 1977, anh Tư Dấu được điều về làm chính ủy trung đoàn 77 và DC Nguyễn Hữu Quý được điều về làm trợ lý hai quân lực trung. Đoàn này đến năm 1978 phình ra là sư đoàn huấn luyện 868 và anh Tư Dấu được bổ nhiệm làm chính ủy sư đoàn. Anh Hai Tựu được bổ nhiệm quyền chính ủy trung đoàn. Anh Tám Sơn được điều đi làm trung đoàn trưởng trung đoàn Vàm Cỏ và anh Hai Thu được quân khu điều về làm trung đoàn trưởng. Anh Hai Tựu hiện nay đang sinh sống tại Mỹ Tho quê quảng ngãi đi tập kết tốt nghiệp học viện chính trị trung quốc và được điều trở lại chiến trường chữ viết của anh rất đẹp chẳng thua kém gì chữ viết trên giấy khen bằng khen huân huy chương bởi được học hành và đào tạo bài bản cộng với tài năng thiên phú nên trong công việc lúc nào anh cũng bình thản và xem nhẹ như lông hồng tôi đã chứng kiến tận mắt lúc tôi và anh được mời về quân khu tập huấn chiếc xe dép do đồng chí cường lái tôi ngồi trước song song tài xế anh ngồi một mình ở băng sau từ Mộc Hóa đến Cần Thơ chạy mất độ 3 tiếng đồng hồ, thời kỳ đó đường khó chạy nên xe đi chậm. Xe cứ chạy, cứ lắc lư, chồm lên trồm xuống, vậy mà anh kê cuốn sổ trên đầu gối làm việc. Khi đến Cần Thơ thì đã hoàn chỉnh xong bản báo cáo của trung đoàn dài hơn 10 trang. Nét chữ đẹp như cắt, tôi thật ấn tượng về tài năng viết của anh. Anh Hai Thu quê Bến Tre cũng đi tập kết rồi được điều trở lại chiến trường. Anh rất hiền, chất phác, ít nói đầu tháng 9 năm 1977, bọn Pol Pot đã gia tăng cường độ đánh phá, xâm lược Việt Nam. Vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 1977, chúng đã huy động một lực lượng tấn công gò chuối nơi đồn trú của tiểu đoàn 3. Đêm hôm đó, khoảng 2 giờ sáng, bọn địch đã bất ngờ nổ súng, cũng giống như cách đánh của ta. Chúng đã cối 82, cối 60 và DKZ vào đội hình đóng quân của D3 rồi sau đó cho bộ binh sung phong. Tiểu đoàn 3 đã dũng cảm nổ súng chống trả xác địch nằm xếp lớp, ngổn ngang trên trận địa. Khẩu 12 ly 8 của C-18 được tăng cường cho tiểu đoàn 3 đã hạ nòng nhà đạn. Sau 2 giờ nổ súng, biết không kham nổi, bọn Pol Pot đã lặng lẽ lui quân, lôi xác đồng bọn về bên kia biên giới. Tuy nhiên gần 30 tên Pol Pot và nhiều vũ khí chúng đã phải bỏ lại trước mặt trận địa D-3. Sáng ra ta cho người lên thu dọn chiến trường, thu chiến lợi phẩm bộ đội được lệnh tiếp tục củng cố công sự và sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào dám đụng đến. Mảnh đất thân yêu của Tổ quốc đã thấm biết bao máu xương của bao người con Việt trong mấy chục năm dòng đánh Mỹ. Trong trận chiến này, đồng chí Huỳnh Việt Nam thuộc khẩu đội 12 ly 8 đã hy sinh và thi thể được mai táng gần khu vực gò pháo. Nam và Long là hai anh em ruột quê xã Tân Long nhập ngũ cùng một ngày, do tôi nhận quân. Hiện nay đồng chí Long đang sinh sống tại xã Tân Long và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau còn liệt sĩ nam đang được người cháu ruột là huỳnh nam việt trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện thanh bình thờ cúng cũng chỉ có di ảnh còn hải cốt của liệt sĩ nam giờ này không biết nằm ở nơi nào nghĩa trang mộc hóa vĩnh hưng tân hưng hay vẫn còn ở nơi gần biên giới cháu rể của liệt sĩ nam là thượng tá phong phó phòng công an huyện tân hồng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm hải cốt nhưng vẫn chưa tìm được Nỗi đau này là nỗi đau chung của biết bao gia đình có con em đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Xin thắp một nén nhang lòng tri ân đến liệt sĩ Nam và các liệt sĩ. Đất nước khi ấy dẫu đã hòa bình nhưng vẫn còn binh đao khói lửa, nên hậu sự cho các anh cũng chẳng được vẹn toàn. Cũng thời gian này đồng chí Thu Bèo, chiến sĩ nữ, quê Hồng Ngự, do uống thuốc quá liều loại chloroquine, trị bệnh sốt rét, đã bị tử vong trung đoàn tổ chức đưa thi hài của Thu Bèo về quê mai táng trong nỗi tiếc thương của bạn bè, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Chuyện bên lề về chuyện cưới vợ của thủ trưởng tư dẫu, chính ủy trung đoàn, có chuyện vừa cười vừa buồn như thế này, mất trộm đồ xính lễ. Sau hơn 30 năm đi kháng chiến, sau giải phóng, thủ trưởng mới có dịp về thăm quê ở 18 thôn Vườn Trần, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nay thuộc xã Tân Xuân, Hóc Môn. Về đến nhà thì ba mẹ thủ trưởng đã qua đời. Chỉ còn mấy bà chị gái. Biết thủ trưởng chưa có vợ, Mấy bà chị làm mai mối cho một cô thôn nữ mới 19 tuổi cùng quê. Thủ trưởng người nhỏ, trắng trèo đẹp trai, nói chuyện dí dỏm, lại là cán bộ chính trị. Thế là cô thôn nữ ưng liền. Thủ trưởng về báo cáo đơn vị và xin cưới. Tiền bạc chẳng có. Thủ trưởng lĩnh một tháng lương và anh em gom góp, mua được hai chỉ vàng, làm quà xính lễ trung đoàn đóng quân ở gò chùa Đồng Tháp. Ngày về quê làm đám hỏi, chỉ có một xe Jeep, trên xe có bốn người, gồm lái xe là anh Tưởng, nguyên lính C-16, E-207, hiện đang sống ở Đà Lạt, liên lạc là anh Nam, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, vệ sĩ là anh Xuân, nguyên lính C-25 đặc công, nay sống ở quê xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Xuất phát từ gò chùa vào sáng sớm, đến hơn một giờ mới về đến An Lạc thành phố Hồ Chí Minh thầy trò nghỉ trưa ăn cơm và mua ít hoa quả lúc lên xe thì cái cặp công tác của thủ trưởng trong đó có chứa đồ xính lễ bị mất cắp thề là xính lễ xin cưới vợ của trung tá chính ủy trung đoàn chỉ có ít hoa quả và tấm lòng người lính chiến rất may gia đình chỉ Tư cũng thông cảm với hoàn cảnh của lính rồi anh chị cưới nhau chị theo anh đi khắp các chiến trường dọc biên giới Việt Nam Campuchia trong chiến tranh biên giới tây nam cháu đầu lòng sinh tại Gò Chùa. Anh chị sinh được 5 cháu, hai trai ba gái, bốn cháu đã trưởng thành, có gia đình riêng, chỉ còn cháu út ở với anh chị tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tư nay đã ngoài 80, nhưng vẫn còn rất khỏe minh mẫn. Có dịp mời các bạn đến thăm gia đình anh chị, chị Tư sẽ nhanh chóng làm mồi mấy anh em nhậu. Chị làm mồi nhậu ngon và rất nhanh. Cuối tháng 12 năm 1977, vì tình hình biên giới đã trở nên căng thẳng thật sự, nên sở chỉ huy trung đoàn được chuyển về đóng quân tại ấp kênh cách biên giới khoảng 8 km. Gò Chùa, ngã ba lò gạch, gò chuối là nơi đóng quân chốt chặn của ba tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3. Khu vực gò pháo là trận địa của cuối 82 và d -Caret 75, sẵn sàng chi viện hỏa lực cho ba tiểu đoàn. C-18, 12 ly 8. Lúc này do đồng chí Linh làm chính trị viên được tăng cường phối thuộc trực tiếp cho ba tiểu đoàn phòng ngự chốt chặn phía trước. Hết phần 9.